Bismillah. Em đặt rồi 23k. Đỏ thế. Vợ tặng kia đâu, vợ đâu? Cảm ơn vợ nha. 54k này. Đấy. Son á, son 135k đấy. Mọi người vào chọn màu đi. 135k. Nhanh không hết, còn có mấy cây thôi. Còn mấy cái cây 299 đấy là còn có mấy cây thôi. Đỏ cam với đỏ đất chỉ còn có khoảng 3 đến 4 cây. Nhưng mọi người xem bà. Nhanh nhanh anh em ơi, vào săn nước hoa nhanh. Có 79k thôi. 79k nhanh nhanh. Vô chưa giảm giá của TikTok. Tung phát thì nhiều mà. Mọi người này lấy nick khác ấy, lấy nick mới ấy. Vào mua rẻ lắm. Vía bài rồi. Cảm ơn, đừng lo lắng. Còn gì nữa không á? Đấy. Em xách cho em đi chơi mọi người hiểu không? Em đi chơi khắp làng luôn. Để học quên cơn đói. Nick mình còn 23k, vào nick mới, mọi người phải vào nick mới. Nick mới mọi người vào mua thì mới rẻ. Son 152k. Đấy, mọi người biết không? Cảm ơn Lia. Em bắt đầu em đi khắp làng luôn. Đi khắp làng thì là phải nói là mình còn 22k. Quên hẳn cơn đói luôn. Đấy, mọi người thấy em thông minh không? Mọi người thấy em thông minh không? Đói phát đi chơi luôn. Đúng không ạ? Đói phát em đi chơi luôn. 12 giờ em dậy em cầu nguyện nhá. Đúng không? 5 giờ sáng cầu nguyện này. 12 giờ cầu nguyện này. Đúng không ạ? 12 giờ cầu nguyện. 4 giờ chiều cầu nguyện. 6 giờ cầu nguyện. Hôm nay em làm việc nên là cái 8 giờ em chưa cầu nguyện. Ngày cầu nguyện 5 lần. Bình thường là đói thì mọi người sẽ chọn cách ngủ đúng không? Em không. Em đói phát là em chọn cách em đi chơi. Cảm ơn Kaka. Đi chơi mọi người hiểu không? Đi chơi thì mình quên đói được đúng không? Mình đi gặp bạn gặp bè, mình đi khám phá nàng, em là đường xuôi ngõ cụt nó ra làm sao đúng không mọi người? Đúng không? Mình đi mình tìm hiểu nàng xóm xem sao. Đúng không? Đúng. Bấm tay nhanh giỏi anh em ơi, 79k này. Mít là mùi rất là dễ chịu luôn. Mùi mít là mùi dành cho các chị gái. Mùi rất là nhẹ nhàng, dễ chịu mà sâu lắng. Ôi, mùi gôn của nam cũng 79k này. Mùi gôn của nam cũng 79k anh em nhanh tay. Toàn những mùi hot hôm nay mà sao lại ấy thế nhỉ? Có vơi chờ sâu đấy nhỉ? Sao lại ngứa mũi đấy nhỉ? Ngứa mũi này là có biến đây này. Rốt thơm không mọi người? Rốt rất thơm. Rốt rất là thơm. Rốt cũng rất là thơm. Nói chung nước hoa nha em, mùi nào cũng thơm hết. Nhưng mà nó sẽ chia ra 3 cấp độ. 3 cấp độ cho 3 tính khác nhau. Mọi người thích tính mạnh mẽ, nhẹ nhàng hay là sang chảnh. Anh Du Thiên này à? Mình báo anh Du Thiên tí.
Nhưng mà anh Chu Thiên có mở mời đâu, mở mời được không? Mở được không? Mở mời thì mời làm sao được, mở mời phát solo hát anh Thiên luôn, sợ cái gì đúng mọi người. Thích solo hát thì chơi, mà thích chơi PK chơi PK, sợ luôn, sợ cái gì. Anh đang ở đâu? Anh đang ở quê ngoại. Anh đang ở quê ngoại nhá. Trắng quá, em dùng filter. Em dùng filter rồi mà trắng thế đấy. Ngứa mũi quá, ngứa mũi này là có biến rồi mọi người. Mỗi lần em ngứa mũi là y rằng có biến. Anh vừa đau họng vừa ngứa mũi là thấy có biến rồi. Dễ là... Như không sợ em đã ghim găm thuốc rồi, găm thuốc mang đi rồi. Sao không mời được anh Thiên nhỉ? Đây rồi. Anh ơi. Anh. Tắt nhạc đi. Ôi giời. Tắt nhạc đi để bây giờ như này nhá. Ai đang đứng gần anh đấy? Đấy, áo trắng. Nó mau à? Bây giờ như này, bây giờ em với anh chơi một kèo như này, trong vòng 5 phút, ai bán được nhiều nước hoa hơn thì người được ra kèo. Chuyện được. Chơi được. Bán được nhiều nước thì bây giờ ai bán được nhiều nước hoa hơn thì được ra kèo cho người kia. Thế thì khác thì anh đố ông Thiên với thằng Mao ai khỏe hơn. Thế bây giờ như này, nếu chơi mà luôn, chơi luôn, bán luôn. Chơi nếu mà em không, nếu, nói hết nào 50, nếu không, mà không. em thua thì em sẽ mời mọi người đi ăn một bữa rực rỡ rồi. Còn nếu mà anh thua, bên anh thua nha, nếu mà bên anh thua được chưa? Nếu mà bên anh thua thì thằng Mão sẽ phải cõng anh chạy đi quanh văn phòng anh 5 vòng. Cõng anh 1 phút đúng không? Ừ, cõng 1 phút được. Anh nói thế có khác nào con Thiên cõng con voi đâu anh? Thì chả nhẽ Thiên cõng mày thì nó lại đơn giản quá. Chơi, kéo đi ăn của ta bây giờ chục triệu, anh, chục triệu ít gì. Từ từ, bây giờ bên anh đang là bao nhiêu đơn? Ra đòn đi. Bên anh bao nhiêu đơn? Bên này hiện tại bây giờ đang là gần 200 đơn rồi. Chụp ảnh anh phải chụp ảnh lại cho em nhìn. 176 đơn rồi, chụp ảnh lại, chụp ảnh mà. Không, lấy điện thoại khác chụp xong nó dí vào đây để nhìn này. Đây. Rồi. Vào đọc tin nhắn đi, vào xem tin nhắn đi. Đâu? Cửa đây. Đây, để em xem nhá. Trong vòng 5 phút nhá. À, bây giờ có nghĩa là anh hát một bài xong em hát một bài xong bắt đầu xem kết quả. Rồi, ok. Ok. Thế nào? Đâu? Có nhìn thấy đâu? Sao không nhìn thấy? Đâu? Tin nhắn nào? Tin nhắn của ai? Là tí, đang gửi đấy. Hơi lâu đấy. Mạn lạ quá. Chưa xong. Mọi người từ từ hãng hãng mua, mọi người từ từ hãng mua, không thì em thua mất bây giờ. Đang có sale con gôn anh ơi, anh đọc khoản đấy đi. Đang có sale bao nhiêu? Đang có sale 79.000 con gôn nhé cả nhà nhá. Cả nhà đang có sale 79.000 con gôn. Con mít của em đang 79.000, mọi người đợi một tí hãng mua. Cả mít cả gôn nhé cả nhà nhá. Đợi một tí nhé mọi người. Đợi một tí, cỏ kéo này nó hơi căng ấy. Mọi người đợi một tí. Vâng. Đâu đâu thế? Nói đùa chứ. Đợi đợi tí. Đây rồi. Mặt chậm tròn đấy. À, thôi ok. Ok nhá. Bên em bây giờ đang là 500 đơn. Đây em chụp ảnh luôn. 500 đơn. Đây. Em không nói dối. Đây bên em đang 500 đơn nhá. Chết mẹ lại 522 đơn rồi. Đã bảo đừng mua vội. Đi vừa 500 đã 520 rồi.
Đây, 522 đơn, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Rồi ok, nào bây giờ anh thích hát trước, em hát trước. Mọi người ơi, bấm tay mua đi. Mua anh em ơi. Ok, bấm tay mua quả kẹo này là hay này. Quả cho máu nó tập thể dục. Bấm tay rồi hàng anh em ơi. Bấm tay rồi hàng. Tao từ đây tao hát từ đầu này cuối này. Được rồi, tao sẽ hát bài này. Hát chưa đi, hát chưa đi. Được rồi. Bây giờ được rồi, bên này hát trước. Anh em bấm tay rồi hàng nhá. Cái gì? À, chắc đấy mà. Không, mình ký thêm 4 người. Bấm tay giò hàng anh chị em ơi. Bấm tay giò hàng anh chị em ơi. Má đâu? 13.000 anh chị em ơi, bấm tay.